Rồi, xin chào cả nhà. Đây, người thật, việc thật nha. Bữa nay mình quay cái không gian mà lúc mình đang làm việc nha mọi người. Kêu bằng là cái không gian rất là bề bộn nha. Rất là bày hay luôn. Thường mình thấy mà mấy anh làm xe, gắp xe á, quay mấy cái công đoạn cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt nha. Nhưng mà mình thì video của mình là đã là chân thật từ lúc đầu rồi. Thì sẵn phố quay trực tiếp cho cái nhà mình xem luôn nha. Cũng có nhiều bà con bình luận là nói tay nghề của mình cũng cũng cao đó, nhưng mà cái không gian tiệm thì nó không được rộng rãi cho mấy. Thì nói chung thì cũng cảm ơn cả nhà đã bình luận một cái bình luận cũng rất là hay, rất là ý nghĩa. Rồi cũng có một số anh em á là nói cái tiệm mình sao mà làm mà nó không được sạch sẽ, nó mình nói mẹ, nói chung là nó không được sạch sẽ đi. Thì sẵn bữa nay có quay cho mình nói luôn, cái sạch sẽ hay không là ăn thua mình. Mỗi một con ốc, mỗi một cái công chuyện mà để mình gắp vô chiếc xe, nó có sạch sẽ không, đó nó mới là quan trọng. Còn cái tiệm nó sạch thì không gian thôi. Cái không gian mà của những anh khá giả, nhà rộng rãi thì có thể là cái tiệm nó sẽ lớn, nó sẽ rộng, nó sẽ sạch sẽ. Nhưng mà theo mình biết á, sẵn cho mình sẵn là mình không phải là mình thì dễ với nói chuyện cả nhà, không phải là mình hơn thua hay đấu kỹ gì ở đây, tại vì mình muốn nói để cho mà những người xem kênh của phố hiểu luôn nha, chứ không phải là mình hơn thua dưới đây. Tiệm mình lúc nào xe cũng làm đầy, chứ không phải là không có xe làm mà để hơn thua nha. Mình xin gửi lại cái nhà như gì một lời nói thật là chân thật của mình luôn nha. Anh em nhìn cái tiệm nó sạch, nhìn cái chìa khóa nó mới, video nó đẹp, thật sự thì nó cũng thì cho mình nói nó hơi chậm xíu nha, cái đó chỉ là giả tạo thôi nghe cả nhà. Tại vì mình lỡ nói thì nói cho nó tròn, chứ nếu mà mình không nói cho nó tròn thì nó cũng không có nó đúng câu chuyện. Thí dụ như cây chìa khóa mà nó mới đi thì cả nhà biết rồi, mình không có chạm nhiều thì nó sẽ mới thôi. Còn cái chìa khóa mình chạm nhiều thì nó sẽ dơ, chứ không có gì mà quan trọng hết trơn. Quan trọng là mình gắp một con ốc, một món đồ vô chiếc xe sạch sẽ là ok. Thì tại lỡ nói thì cho mình nói cả nhà, chứ không phải là mình nói để mà mình biện hộ mình nha. Đây cái không gian của mình đó, làm việc cơ bản là rất là bề bộn luôn. Bên mình thì xe là chọn rất là nhiều, máy làm cũng rất là nhiều. Thường thì cả nhà cảm nhận cái tiệm sửa xe nó nhớt nhau không à, thì nó sẽ là màu toàn một màu đen. Chứ tiệm mà không có nhớt, mà tiệm mà không có đen là không có tiện cả nhà. Còn cả nhà mà xem mấy cái video mà sạch sẽ hình thức, cái đó là chỉ là dựng phim thôi. Thì thôi mình không nói nữa nha, để mình nói mới công có nhiều anh em nói mình ganh tị nữa. Rồi bữa nay là cái ngày bữa nay gần Tết rồi nghe cả nhà. Mình gắng siết tranh thủ cho nó rồi. Vậy này 9:52 rồi, ngày 13 tháng 1 năm 2023. Đây là người thật như thật nha. Mình hổm gà mình không có dám lãnh xe nữa. Hai con xe này xong là vừa đủ tới Tết luôn, mà mình giao là mình ăn Tết luôn, bởi vì mình không dám nhận nữa. Một con 67 full mới thì mình cũng có quay mấy cái video, thì cả nhà cũng có xem cũng biết rồi nha.
Thường thì mấy cái máy á, mình quay trước thì mình gáp trước, mình quay trước. Rồi xong mình lên xe. Đó, đây là cái không gian của mình làm việc. Thường thì mình làm tới 12 giờ mình mới nghỉ nha, 12 giờ đêm. Mình làm tới 12 giờ đêm mình mới nghỉ. Không phải là mình bữa nay mà mình lôi ra mình làm nha, mình quay phim thì mình làm tới như gì. Thật sự là ngày nào cũng như ngày nấy nha mọi người. Sáng là mình thức hơi trễ, sáng 8-9 giờ mình mới ra làm. Có nhiều anh em làm xe sáng sớm á, sáng sớm á đi kiếm mình, điện thoại cho mình, điện thoại cho mình thì mình tắt nguồn, mình đâu có bắt máy đâu, tại vì mình làm mệt rồi mình bấm chế độ im lặng để mà mình ngủ cho nó thẳng, cho nó tròn cái giấc để qua bữa sau mình làm á. Rồi cũng có nhiều anh em la gầy mình, nói tiệm gì đâu mà làm mà mở tiệm mà kêu bằng là tới nửa ngày, tới chắc trưa mới mở tiệm. Thật sự anh em cũng chưa hiểu, mình làm rất là phê. Rồi sáng mình thức sớm đâu có nổi đâu. Rồi thì đây quay gửi đến ha, thứ nhất thì phố gửi cho cả nhà mình xem để hiểu được cái công chuyện mà của một người thợ làm nó rất là bề bộn đó, chứ không phải mà nó sạch sẽ mà nó gọn gàng như mà mấy cái video mà mấy anh làm phim quay đâu nghe cả nhà. Rồi đây gắn tranh thủ sắp xếp hai con, một con 67 này là phố gửi cho Hà Nội nha, gửi cho Hà Nội. Còn một con quay này là của một anh vị khách ở Đồng Tháp, 110 lên dọn full xe, lên full nóc Sadia luôn, cũng vô một mớ đồ chơi cũng hơi khá đắt tiền nha. Thì cả nhà muốn xem mấy em này dọn như thế nào thì cả nhà đăng ký kênh theo dõi mình. Xong clip dọn phố dọn xong hết đi, rồi phố dọn xong hết rồi phố sẽ ra clip mới nữa để gửi đến cái nhà mình chiêm ngưỡng coi coi em nó có đẹp không nha. Rồi còn đây thì một em 67 cũng dọn một cái phong cách zin đơn giản nhưng mà mình kết hợp cho một cái dàn chân nó rất là sáng, đó là cái bộ ốc Salaya full dàn ốc của mình. Thì cũng gần xong, thì trong Tết còn có 8 ngày nữa, bữa nay 22 rồi, 22 mình rồi, 8 ngày nữa, ngày mai thì đưa ông đó về trời. Còn 2 tiếng nữa thôi là mình bước qua ngày 23 rồi, là ngày mai mình đưa ông đó về trời. Thì cũng gắn chiếc xe này chắc cũng khoảng, theo mình độ khoảng 4 ngày, tính từ bữa nay 4 ngày nữa, hai xe này mới có rồi. Mình thấy nó xong hết trơn rồi đó, thấy như vậy đó, nhưng mà chưa đâu, chưa gọi đâu. Gáp xong rồi chạy tới lôi thử này kia rồi canh chỉnh đồ đạc này kia lại, chứ không phải là gáp xong mình giao nghe cả nhà. Mình gáp xong mình chạy tới lôi một vài bữa coi nó có bị cái gì cái này cái kia cái nọ không để mình canh chỉnh lại. Nói chung xe làm là không có mà chiếc xe nào mà kêu bằng hoàn hảo hết, chạy một vài bữa xong rồi canh chỉnh lại nó mới hoàn hảo. Xe hãng mà bán ra mà về mình cũng phải còn làm lại xương nữa, chứ không phải là xe hãng bán ra xong rồi về mình chạy luôn đâu nghe cả nhà. Rồi thì cuối năm rồi thì phố cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhà, những người đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh của phố thì phát triển được ngày hôm nay. Thì phố cũng cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con xem kênh của phố nha. Thì phố thì làm xe nói chung thì rất là chân thật, cái nhà nhìn thấy rồi đó, không có kêu bằng là cầu kỳ gì hết, có sao mình nói vậy, có sao mình làm vậy nha. Thì thí dụ như mà video lời nói chuyện này kia nó không có được hay, không được hoàn hảo gì đó, thì phố cũng xin cả nhà cho phố một cái comment, một cái ý kiến để phố tiếp thu, để video những video sau phố có thể khắc phục lại nó được hoàn hảo hơn nha mọi người. Rồi thì cũng cuối năm thì phố cũng xin chúc tất cả mọi người bà con bước qua năm mới
khoảng 80 nữa mình bước qua năm mới thì mình được nhiều sức khỏe nha, rồi được gặp được nhiều may mắn nha. Rồi thì thôi, Phố xin chào cả nhà. Bữa nay là quay cái cái không gian bữa nay để Phố làm việc cho cái nhà mình xem thôi nha. Đó, không gian làm việc cơ bản là rất là bề bộn luôn. Rồi, Phố mời cả nhà đăng ký kênh để theo dõi mấy em này nó hành hình như thế nào nha. Rồi thôi, Phố xin kết thúc video. Xin chào cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video kế tiếp nha mọi người. Bye bye.